chung. Bảo chung cười. Ủa bây giờ người ta gỡ hết cơm rồi làm gì? Ủa? Gỡ hết cơm, ủa quái gì? Để em đeo anh. Anh đeo em rồi em đeo anh. Tôi gần hết cơm rồi tới gì? Có mặc quần không ngoại mà gặm cái gì? Ừ, bởi vậy. Quần không ngoại à? Tao cái tay biết Khải Trương là có tiền nhiều á. Ôi à, bậy bậy bậy. Sao quần gỏng vậy? Cái gì ốm lắm. Chào khán giả kênh Khương Dừa đi anh. Chào em, khán giả kênh Khương Dừa nha. Em chào khán giả kênh Bảo Chung Nào Bảo Chung. Ở đây rồi, welcome. Ủa, sao nãy cái địa chỉ cái cũ là địa chỉ lộn hả anh? Đâu có lộn. 7... 39. 39 đúng rồi, đây 39 hả? Hồi nãy có địa chỉ 39 nè. Vậy em đọc lộn anh ta. 39. Ở đây là 39 à. Đường Nguyễn An Ninh nha bà con bác. Có lại đậu xe đằng ở dưới mấy cái xe kia anh. Ra lại, ra lại. Tỉnh Long An. Dạ. Ở chỗ này là mình thấy xa nhưng mà nó cũng gần gần nhà của anh Bảo Chung á, tại nhà của anh Bảo Chung ở bên nhà bè á. Thì anh đi qua đây nó đi đường tắt. Từ, đi đường dạ tắt. Đi đường tắt thì khoảng 250 cây số á. Dạ. Cháu anh ạ. Cháu, welcome. Cháu, đây là cháu tôi. Chào anh. Cho chủ về và Ngọc Quý đồ, Ngọc cái gì đó. Dạ. Ừ, nó cầm thạch. À, sáng khai chân mấy giờ? Ồ. Oh, lâu. Cái này là cứu vừa quen. Hải có xe không Hải? Có đi xe không? Đừng quay cho. Có xe nào không quay cho? Quay rồi, nó quay rồi bán á. Sáng khai trương mấy giờ vậy? Khai trương 7 giờ mà không có thể tưởng tượng 6 rưỡi là khách rồi. Dạ. Mà chưa có khách mời, mà chỉ khách bà con của bác. Khách bà con ở đây đó mà cứng ngắc luôn. Dạ. Muốn chết luôn. Trời ơi, có múa lân gì chưa? Múa gì, tự anh múa không ạ? À? Đâu có ai múa. Thì em anh múa. Thôi ừ. Ồ, là đang là quán. Ủa, Thị Dũng có tới hả? Thì đang tới. À, vậy hả? Quán ở danh hào Bảo Chung có món rất là ngon rồi bác. Món này nè, món này nướng ngon lắm nè. Thôi ừ, ăn nó miệng đen đen ngon lắm. Ăn nướng. Thôi, vô đi, ngồi cho ngồi đi. Ủa này là giờ là... Đây là cứ vừa phải đứng đây chứ. Mời hàng chứ. Ờ, đứng đi, mới đứng đây. Đúng rồi. Đây nè. Ừ, đó, cái này có vừa ra. Dạ. Đang đợi Thùy Kim Khiết tới nữa. Đây có Thùy đang tới. Ừ. Bây giờ vô ngồi đi, ngồi ăn mời hàng chứ. Mời hàng chứ, vô phải vô chứ. Rồi. Ăn mà bán mời hàng đi. Rồi ơi. Dạ, chào anh. Chị bán đứng bán luôn hả? Phải đứng bán thôi chứ giờ ai bán? Trời ơi. Ừ, bác đứng bán luôn hả bác? Sáng giờ muốn cùng rồi. Tính ra mà mở quán cơm tắm Bảo Chung mà tính ra chị với lại bác cực. Chính Bảo Chung đang đứng anh tiếp khách không có là mặn gì đâu. Tiếp khách mà còn la nữa đó. La nữa hả? La chị dữ lắm hả? La dữ lắm. Yeah. Ủa la sao nói? Nãy giờ đó. Sao nói đi ngoài rồi nói thương vợ thương con lắm ở nhà la dữ lắm vậy hả? Bởi vậy. Lát gì mới la lại. Lát về nhà mới la lại. Ông không có la đâu mà đánh. Đánh lại ông đánh không lợi mình. Bởi vậy. Yếu á. Đè là ông hai chân vậy đâu. Vậy cứ vậy lại vậy vậy nữa. Đấy, mình đi mấy người á? Em đi có hai anh em nè. Đây. Hai anh em hai giữa đặc biệt đi. Để hai giữa đặc biệt. Chưa hai anh em anh quay rồi nè, đây nè. Trứng ốp la. À. Đó bà bác. Sườn. Hết mấy chập hả? Con ngồi. Sườn. Chết luôn á, quá đẹp rồi. Bì. Rồi rồi mỡ hành, rồi mỡ tùm lum, nói chung nên đi rồi ăn rồi. Giờ ăn cái gì ta? Ăn là dễ. Trời. Khách quý mến anh tới rồi hả? À, đây là ai mộ hỏi sáng giờ. Xin chào cô Tấm Hình. Dạ, chào anh. Dạ. Chào anh chị. Cũng em coi chương trình hoài cũng vui. Dạ. Dạ, ăn cơm xong chụp hình. Trời ơi, mới sao mình ta 8 tuổi rồi mà về trẻ vậy á. Trẻ hơn Bảo Chung ha. Trẻ hơn Bảo Chung nhiều ha. Giận cái đó giận. Dạ. Em 84. Dạ. Còn ngoài tắm rồi. Trời ơi. Nít. Có vụ cho Thanh rồi đi hả? Dạ hôm nay chứ anh Thanh thì là quán của anh Chung mà. Quên mời anh Thanh. Dạ. Cái đó là anh Bảy. Anh Bảy rồi. Anh đúng rồi. Quên mời anh Thanh. Anh Bảy quá. Điện lát điện Thanh nói chuyện cái dạ. Quên mời anh Thanh. Anh điện cho anh lu bu quá, dạ lu bu quá, thôi bữa mai. Nay mai kia cũng được, ừ. Anh có thời gian ghé. Đây, chờ chụp cái. Ăn cơm đi anh xíu chụp. Ăn cơm xíu ra chụp cho đẹp.
Nó trơn lắm, nó trơn lắm, ở dưới trơn. Mình cơm đi, xíu ra có hoa, có hành lá luôn. Dạ, yeah, người ta dọn ghế sẵn rồi, giờ ngồi đi, ngồi đi. Anh ngồi đi. Rồi, mình đứng đi, mình đứng đi, mình đứng. Mình đứng. Dạ, không, mình ngồi đi, anh ăn chưa? Rồi, đứng đi, vừa ơi, rồi đi. Anh ăn chưa, có món xà, món xà bị trưởng nữa hả? Xà bị trưởng. Tiếng Tàu á. Tiếng Tàu bị trưởng á, là tới Việt Nam mình bị sườn bị chả. Cắm cắm tóm ha. Cắm tóm. Tiếng Tàu nữa gì, cắm cam nữa gì. Tiếng Nam mình sườn bị chả. Cam á. Unisalem bon tay á. Cái câu là quen quá. Dẫn đi điều quán á. Dẫn đi điều quán ơi. Đi hết quán rồi không? Quán rộng lắm. Đi hết cả ngày mới hết luôn. Ồ, chào anh Thanh Bắc. Không, lại không mua. Ngon, ngon. Cái đầu cũng ngon hết á, nó bỏ cái muối. Muối. Sầu riêng với trộn, sầu riêng với bà xã uống ngon. Đây mình nè. Đây là anh khai trương cơm tắm, rồi khai trương luôn cái cà phê bà xã bà dùng. À, hôm nay là ngày chính thức, có hình ảnh anh đây. Có hình ảnh anh đó, hả? Đây, đây. Đó. Cái này là sầu riêng thôi anh. Cái này sầu riêng, cái sầu riêng là... Cái này cà phê muối. Rồi, sầu riêng cái vàng. Ủa, rồi hình em đâu? Hình em hả? Em mai mốt cái kia đi tới cương dừa, cương dừa kì hả? Tới hương trùng, hương trùng. Đông trùng. Trộm, trộm là có anh rồi. Trộm có hai tấm hình anh luôn. Đó, tấm hình, tấm hình anh đây với tấm hình anh đây. À, cà phê bà tan mà trộm là có hình anh hả? Có hình anh đây. Cái này hợp nhất nè. Hình này là hợp nhất nè. Hai đem giống nhau không? Giống. Đó. Cái này cà dữ không? Cà dữ. Giống nè. Đây con trộm nè, 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 con trộm nè. Đó, cái mỏ giống anh không? Đó. Cái này không phải trồng, cái này là muối. Trồng là giá khác hả? Trồng là một cái này để đây ăn cơm 45. Muốn uống lấy dũ ha. À. Dạ, em lấy hình này đi. À, à, muốn trồng phải à. Cái này ăn cơm bay muốn lấy dũ muốn lấy hả? À, lấy gì lấy à? Lấy trả tiền rồi đi ra. À, ra vậy thôi. Dạ. À. Cái gì nhớ ủng hộ mình thay Trương Hồng Phát nha. À, ok, thank you. Thank you nhiều nha. Dạ, chúc mừng anh. À, bữa nay làm anh thay Trương ở dưới thị trấn Cần Giuộc, Long An, cho nên là Khương Dừa mới sắp xếp Khương Dừa xuống để Khương Dừa chúc mừng cũng như là giới thiệu giùm anh được. Còn hôm bữa anh trốn ở ngoài Nha Trang, Khương Dừa không có sắp xếp đi được. Vợ tôi sáng giờ là lo dữ lắm luôn. Mà lo giờ là la nha, anh phải la. À, vậy la, la lắm làm hả? Ờ, la dữ lắm luôn, đánh người khó. Vợ em á làm gì em không có ngồi chơi không à, ở nhà chỉ là kiếm tiền không mà không có làm gì trơn á. Mình em làm hết à, không có cho bà xã làm gì trơn á. Hay quá. Tới nhà bồng mình. À, hay quá. Hay quá. Hay quá. Cà phê mảo hết kìa. Ai? Mày mày mảo đi. Dạ Khương mày đừng có mảo hết trơn. Sáng ta khai trương mày đừng nói chuyện nó bậy bạ nha. Giới thiệu giám đốc nha. Rồi khai trương đông quá. Rồi anh Chính với đăng lên chưa? Cái bồng á anh Chính em đặt. Anh Chính giờ giùm anh Chính kẹt khai trương cái bãi rửa xe đi không được. À, ok. Rồi em đặt bông gửi giùm. Nguyên hôm nay anh trực đây chứ hả? Có chừng mấy ngày chứ? Anh đâu quá, anh lát anh đi thu rồi. Đi thu âm hả? Lát anh đi thu âm rồi, nhưng mà ngày mai đi hát ở dưới đây rồi. Đi à, anh hát dưới An Giang phải không? Dạ. Ông mới thấy băng rôn anh mà, hỗ trợ hàng về Việt Thái hả? Ờ đúng rồi. Thấy chơi băng rôn anh á. Ờ đúng rồi. Mai đi hả? Mai đi ở Tịnh Biên. Đúng rồi Tịnh Biên á. Ờ đúng rồi. Mai hát dưới. Rồi đi về liền hả? Đi về ta hát xong tối về. Dạ. Tại vì tối về cái là chuẩn bị đi hát đám mới hát đám mới nó cưới nhiều quá. Dạ, mùa này hát đám mùa nhiều quá. Biết anh đâu? Ông ngoại anh tới kìa. Ông ngoại. Ông ngoại hả? Ngoại. Anh mặc cái gì đâu mà khai trương mà mặc cái gì mà quần của tới đồ gói luôn à. Bởi vậy. Ờ, bởi vậy. Ở đây là ông ngoại già. Cứ vừa đó ra anh phải đưa. Tới sao em luôn hả? Đâu. Tới sao em luôn hả? Ờ, người ta tới rồi vào luôn, có mộng đâu cho tôi ăn gì đâu. Tôi vô à, sợ nói chuyện nhân viên hả? Bắt giữ xe, sợ nói chuyện nhân viên, khách không dám vô. Bỏ ăn đi, ăn đi. Cái này ghim bên đây nè. Rồi, chúc đã. Mừng anh bây ơi. Bây giờ nói má đi, nói má đi. Mày nói má đi. Dạ. Ai? Nhóc. Bạn nhỏ. Trời ơi. Sao vậy? Mà cái đăng nó còn không? Chứ cái đăng nó gãy rồi. Đó. Lát không chừng mày về té gãy đăng á. À, má cho con chúc mừng má ở đây. Chúc mừng má, chúc mừng chị. Dạ. Trời ơi, thằng này nó cao bằng tấm chanh luôn ta. Rồi nó tự động rồi kiếm chỗ rồi cắm. Ê, nhưng mà lát ăn coi phải trả tiền nha, chứ không phải tặng đồ là không có trả đâu. Có góp không? Không có góp gì, tới bố trừ lương cũng vậy à. Quay trừ lương. Nhiều gì á? Ừ.
Trời ơi, tới rẻ, cái đặc biệt ở đây chỉ có 400 thôi. Anh hả? 50 là dĩa đặc biệt. Dĩa đặc biệt là 50 phải không? Là đầy đủ hết. Là 45. 45. Chỗ chỗ, thu vô bắp ăn hoài kìa. 50 ngàn một dĩa đặc biệt. Đặc biệt. Còn dĩa mình coi là có trứng, thêm trứng. Còn bình thường là 45 thôi. 45. Không có trứng là 45. Rồi. Cái bên thì dễ 80. 80 dễ vậy? Ừ, vậy đó. Tại bên giống như bán vé. Thêm vé 30 à? Thêm vé 30 rồi. Dễ quá à? Dễ quá à. Còn muốn mà Bảo Trung mang đi nữa mà ngồi cái bên này sao? Bỏ bỏ không? bỏ vậy đó. Vậy hai anh em mình ngồi đi chia ra 15. Về ha. Về hả? Rồi ta kêu vô có gì điện nhau. Rồi ok em. Rồi anh. Ủa, Dung Yến tới hả? Dạ. Vậy thôi anh về. Thôi, chị với. Có em tới thôi anh về. Sổ. Hả? Sao vậy? Có thân à? Không thân. Kỹ, kỹ cơ. Tiện đi ngang ghé thôi chứ không thân quá không? Chơi đi anh tới nãy giờ rồi, lâu rồi. Dạ. Thầy đã chơi với mấy anh về, tại đi có ông già. Dạ, ông về. Rồi. Thôi, xin phép bà con đi tham quan chút xíu rồi. Đâu, đi tham quan gì đứng đây ngó nghe hết nè. Ủa sao có chân giống tôi vậy? Cái hình ngó qua nhầm hết rồi. Vậy thôi hả? Vậy thôi, đi về. Có gì không quá. Thôi, vậy đâu có được, phải ăn cơm lên ta lấy tiền mà được chứ. Đâu có diễn được cái gì đó. Rồi, anh đi vòng vòng nha. Vô bàn ngồi đi. Nhớ chừa bị em nha. Mà đại đây đi. Ăn được không? Bữa quốc dĩ giỏi không? Rồi. Tiếc quá. Đổ đi, đổ đi. 118 triệu. Cái gì? Nói lại nghe coi. Ở một ngày lời 118 triệu. À. Thì em có nói con dừa không phải ngày nào cũng vậy đâu. Ừ. Có bữa này bữa kia. Ừ. Có bữa 80-90 nữa, 70-80. Ừ, có bữa là 5 triệu nữa. À, thì tính lấy bộ đồng ra là mà một ngày 100 triệu thôi. Rồi. Là một tháng là 3 tỷ hả hả Thương? 3 tỷ tháng. 1 tháng 3 tỷ thì nguyên cả gia đình ăn xài 10 triệu. Ăn xài thả ra luôn. Thả ra luôn là 10 triệu. Đó, là còn lại 2 tỷ 990 triệu. À. Đó, cho nên là thôi giờ anh cứ lo tập trung bán cơm đi. Ừ, mọi người khỏi. Đừng có đi hát xuống gì nữa. Khỏi kêu đi hát đi show vậy trơn á. Khỏi quay clip luôn. Khỏi quay clip luôn. Vậy? Hủy kênh luôn đi. Anh Trung không có thời gian rảnh đâu. Trời đất ơi, đây đâu phải quay phim trùm nổ, đâu mà nổ gì vậy? Ở đây trùm nổ ngoài chuyện hả? Sao sao cái gì? Sao một ngày 100 triệu thì một tháng 3 tỷ đúng không? Nói thiệt với anh đó, tôi làm một tháng 10 tỷ nữa tôi mới làm hạ luôn cả hãng phim. Tôi kêu mấy anh tôi đài đỏ lại. Tôi không có làm công với ông nữa đâu. Tôi kêu ông tôi đài đỏ lên nè. Mày nữa cái mày. Cái cha nhìn. Mở quán cơm là có vốn rồi làm mở hãng phim luôn. Hãng phim. Nhưng mà bị đài á. À, kêu lại. Rồi quay dài chút xíu thôi cũng được đó, mà phải đài sáng đêm. Đó, nó ghê chứ. Giống như anh đài tôi sáng đêm rồi đó nhớ không? Em á, coi chừng chứ anh thì không có, anh chưa. Ừ. Anh chưa có hãng phim, anh chưa có mời, anh chưa có đài. Ừ. Em đài anh Trung nhìn em thì đeo mít gì nó ngược đầu ngược đuôi. Đùm lum hết trơn vậy nè, có 2-3 cái vậy? Ừ. Đừng có ai đi. Của mình anh á. Của mình anh đeo 2 cái. Vậy mà nãy vậy mà anh nói đâu nghe gì đâu. Hên quá, hên quá ha. Dạ, dạ. Là hát 3 tỷ nhưng mà dạ, 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 tới đây thì mình cũng tạm ngưng đi ha. Trời đất ơi. Em bên cả lương ngoại không nhớ ai nữa. Vợ là kính hội hàng. À vợ là kính, ok. Ở đây đúng hả? Trên Long Thượng nè. Dạ hả? Em ở Long Thượng luôn nè. Ở Long Thượng mà chạy qua. Em ở Mỹ vậy hả? Ở giờ em về, mấy tháng về rồi. Ở đâu em ở đi bang nào? Florida. Đúng rồi anh Phương. Không phải đâu anh Phương. Sao vậy? Về Việt Nam 5 năm rồi. Thì biết em về Việt Nam nhưng mà anh Phương thì 3 năm nay làm tại chỗ. Ngồi đi, mình ngồi đi, ngồi lắc cái tâm sự nha. Ngồi đi.
Vậy hả? Đã kính rồi. Có rồi. Trời ơi. Anh sao vậy? Anh không hay luôn đó trời. Tăng quá trời. Anh tưởng được dọn qua ra nãy giờ cái đường đó ổng ra siêu sao? Nô, đâu rồi. Trời, đó rồi. Ngồi chút xíu anh luôn tâm sự chút. À, bây giờ vậy nè. Cục xương nó bự. Giờ tức ta xin lỗi quý vị tại vì toàn đã đây mấy người nó bậy không à. Rồi bỏ chung kết thúc clip tại đây nha. Rồi đó. Thôi quay chút xíu nữa đi. Nói hồi tầm 7 tầm 8. Thôi nó bye bye quý vị. Bye 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 bye. Bye 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 bye.